Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục đến nhà của anh Tám để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai ha. Dạ, có một bộ 3 cây mai tàng. Dạ, 3 cây mai tàng quý vị ơi. Nay mình rảo qua sơ qua cho quý vị mình thấy số phôi ha. Lát nữa báo giá nha quý vị. Rồi, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn, vô tới tận trong nhà luôn. Quá xá là đợt này anh Tám mình về phôi nhiều lắm quý vị ơi. Có cây mai này cũng dáng cũng đẹp đẹp đó nè. Tay cành này cũng chia đều luôn ha. Rồi, chào anh. Tám Mi xin chào tất cả các bạn trên toàn quốc ạ. Mình xin các bạn cho nó dễ thương hơn. Nhưng mà cũng lý trời rồi cũng rất là mừng có nhiều anh em ủng hộ. À, cái nhắc lại cái clip vừa rồi thì có hai cây kia cũng có nhiều anh em rất là thương mình rồi, cứ nói thôi để cho anh em chơi thôi, lỡ mình để mình hứa mình tặng cho một cây cho anh bạn trên Bình Dương ngọn cây để mình làm kỷ niệm rồi. Có cũng cảm ơn rất là nhiều anh em với chú nói, trời ơi vườn mai tôi đầy, tôi thấy chú tôi thương quá, tôi muốn ủng hộ một cây thôi, giờ dịp này chú ủng hộ cho con nghe chú ơi, con còn nhiều lắm. Thì thôi tới mình cũng biết nói gì hơn ngày. Cảm ơn những anh em đã ủng hộ mình với rất là nhiều clip rồi, với lại cũng mong là clip này anh em cũng nhanh tay ủng hộ chốt giúp mình. Ăn mình còn số mai tàn với mai phôi cũng còn nhiều lắm, đang cố gắng để đem về đặng cho anh em chơi. Thì cái mình nhắc lại cái địa chỉ của mình là đây là mình là ấp Bình Đông A, xã Châu Bình, vùng Trơm Bến Tre. Điện thoại thì 0962 75 773. Hôm nay thì mai phôi thì mình giao lưu toàn quốc nha, ship toàn quốc. Còn cái ba cái mai tàng bộ đó thì giá mềm mình thương lượng cái tiền ship. Giá mềm rồi, ha. Giá mềm. Bán một lần bộ phải không? Bộ ba luôn phải không? Mau hết chứ còn bán lẻ lẻ lâu hết đó. Bán giá mềm là ha, là lẻ hết rồi anh ơi. Bộ khoai tây 4 cây bán bập 4 cây liền. Bán giá mềm là bảo đảm là đi nhanh liền. Rồi cây số 1 luôn. Cây số 1. Cây này gió gọn. Tay cành đều. Gấp ngọn tay cành đều luôn ha. Rồi cao khoảng nhiêu đây anh? Cao chắc khoảng Thách thước đó, đo thử coi. Thách thước đó, mấy 6. Thách thước hả, khoảng mấy 6 hả? Thách thước cộng chứ xíu nữa mấy 6. Tại thước mình có mấy rưỡi hả? Rồi. Rồi đi cho cái hoành luôn. Hoành. Bên này 29. Dạ. Rồi, xem vòng luôn. Xem một vòng. Đế thường thường tay cành đẹp em ơi. Rồi, cây này mình giao luôn nhiêu đây anh? Cây này anh giao luôn 2.3. 2.3 nha quý vị. Thân tay cành đẹp ha. Rồi, cây mã số 1. Mã số 1. Rồi, xuống cây. Xuống cây đem ơi. Không biết đó là 3.3 hết. 3.3 này hết. Cây số 1 tới cây số 2. Hứng chỉ biết cây thôi anh Vô Phương. Lát nữa mình đang giới thiệu cây số 2, cái mình chuẩn bị cây số 3 sẵn sàng gần gần bên đây nè. Này là phong cao cao. Rồi mã số mã số 2. Số 2 quý vị. Đúng mét 6. Rồi mét 6 luôn. Rồi, vành luôn. Vành luôn. 29 luôn. Rồi. Này có vườn cây sao nó có cỡ ta. Đó rụng hột lên. Chắc chạy quá. Đợt. Rồi nè, giá yêu thương luôn anh em ơi, giá 1.2 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 1.2 triệu đi bà vững gì đó cực. Rồi. Đó. Giờ anh em muốn ghép hay là muốn để riêng cũng được. Cây này thì mình không bao được cái bông nha. Rồi, xuống cây. Cây anh em ơi. Tranh thủ đằng nay rủ anh em về quê bỏ cài chơi nha. Nay giờ bán anh quay cái mai tàng về đăng giới thiệu chơi coi chơi. Chuyện vài năm nữa là tính tháng đây có thêm nữa đây nó đây là ngon rồi. Rồi chào con. Bye bye. Rồi bye bye. Bye bye. Rồi, rồi.
Chiều cao 1m. À 1m. Cái tay cành cũng đẹp nha anh em ơi. Vành thì 25 giác tí. Rồi, 25. Đó, này cũng về anh em mới chơi tập chơi này gây ghép luôn. Đấy cũng khá đẹp. Đấy cũng đẹp, vừa nói chung dạng vừa chơi vừa tiền. Tay cành có. Giá nhiêu tiền? Giá 1,1 triệu mà do ông ship toàn quốc luôn anh em ơi, nhanh tay ủng hộ mình nha. Luôn. Rồi mã số 3. Mã số 3. Ê, xong rồi tới giờ mã số 4. Số 3 nữa thua luôn à. Đó. Giờ mã số 4. Thì dán bye bye nha. Đó. Hơi siêu một xíu. Hơi siêu tí. Giá rồi, cho chiều cao luôn. Chiều cao 1m. 1m2. Giờ phụ quay không? Quay tay phụ quay với ba không? Hoành 28. Rồi, 28. Rồi con quay từ từ con. Rồi giá dễ thương luôn, giá 700.000 bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi 700.000 quý vị ơi, bao ship luôn rồi, quý vị ơi. Đứng dừng lại con, dừng lại cho xuống. Rồi, rồi xuống cây. Rồi mã số 4 ha. Chỉ có mấy trăm ngàn à. Rồi mã số 5 lên luôn. Mã số 5. Quay từ từ con. Từ từ không quay nhanh chứ hả? Để cho mấy cô chú coi từ từ con. Mấy chú với bác coi rồi từ từ. Rồi nhầm nhầm rồi. Rồi cho chiều cao luôn. Dừng lại luôn. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 80. Rồi hoành. Hoành. Khoan tay khoan con từ đây ba. Hoành 27, 26. Rồi 26. 26 đây. Rồi quay. Rồi tay cành cũng được, chỉ thương về ghép chơi được 1,2 triệu nha. Rồi 1,2 triệu quý vị ơi. Toàn quốc hơn em ơi. Rồi xuống cây luôn, cây số 5. Cây số 6 bắt đầu. Bắt đầu lên cây số 6 luôn em ơi. Chói không? Rồi cây số 6. Từ nha con. Nắng quá hả? Nắng quá, chạy vô đi. Cao nhiêu anh? Rồi 1m 1m34. 1m4. 1m4 hả? 1m34. 1m4 hả? Ờ. 1m4, hoành hoang con từ từ con. Nằm quá mấy chú con không kịp. Hoành 27. Rồi 27 hoành. Con né ra đi con. Không phải đuổi vô á. Không nghe đuổi vô á. Thiệt. 27 hoành. Rồi giá nhiêu anh? Rồi giá coi mà luôn. Số mấy em cũng không biết đó là số mấy nữa. Anh này cao lắm rồi. Số 700.000 giá dễ thương nhất luôn. Rồi 700.000 luôn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Giá rẻ bất ngờ. Em biết là số 7 hay số 1 nên em không dám đọc. Đi học cao quá. Rồi nè ba, đưa ba để mẹ vô mẹ đánh á. Rồi đi vô con nắng không? Đi. Nè ra. Ra con không quen chân tay không quen chân. Rồi mã số 7. Rồi mã số 7. Từ từ qua từ từ con. Từ từ cho mấy bác coi chứ để con quay lẹ quá đâu coi được. Rồi cho chiều cao luôn. Rồi chiều cao. Rồi được rồi con, dừng lại luôn. Rồi chiều cao 80. Rồi hoành luôn. Con đừng quay nữa bé. Rồi hoành 29. Rồi quay. Giá 1 triệu luôn. 1 triệu luôn. Giá 1 triệu luôn. Giá 1 triệu luôn bà con. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Nắng bà con. Nắng. Rồi mã số 8. Mã số 8. Đó, chỉ cần đều thôi nha. Rồi, cho chiều cao luôn. Chiều cao. Chiều cao 80. Rồi. 80 luôn. Quanh là 30. 31, 30 đi, 31 tí. Quanh 30. Rồi, giá nhiêu đây? Rồi, giá 1.200.000 bao ship toàn quốc luôn.
Tại rồi có nè, bây giờ bẻ ra cây lầm lầm nhỏ. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây anh em ơi. Em nghe anh Chí ơi. Rồi, cỡ rò lắm rồi mà. Rồi, mã số 9 ha. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Rồi, em đang quay clip cái gì, rồi em sang anh Chí ha. Rồi, dán độc độc anh em ơi. Dán này không biết dán gì, chơi này chơi chút củi, hình như cái đa chút củi đi. Hả? Được không? Rồi, đó chiều 1m3. Rồi. Dán này nó này cái dán gì ta? Thôi thôi cho cái quạnh đi, dán gì dán gì. Ừ. Anh em nào chơi thì tự ấy dán luôn nha, tự tạo dán luôn. 26. Rồi, để vậy đó quý vị. Để vậy đó. Rồi dán sao đây? Giá là 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu quý vị ơi. Rồi dán nó công công đấy. Rồi xuống cây đây. Có duyên, nhìn thấy có duyên. Rồi, mã số 10. Mã số 10. Đó, mã số 10 dán la lai nghiêng. Rồi, cao 70. Chiều cao 70 anh em ơi. Đó. Rồi, cho cái hoành luôn. Rồi hoành 28 29, yếu rồi 28 anh em ơi. Giá nhiều anh. Rồi giá 800 ngàn luôn. Rồi xuống 800 cây ngàn. Em ơi. Rồi xuống cây. Giá rẻ bất ngờ. Nhanh tay thì còn chậm tay cũng còn. Bà con ơi, dán ủng hộ mình nha. 10 rồi đó. 10. Giờ tháng 11. Cây 11. Cái này già cây lắm rồi. Rồi mã số 11. Mã 11. Anh đứng nép người vô mấy bên trong. Bên trong ha. Dạ. Đợi nó nè. Được không? Rồi. Thấy chưa? Rồi. 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 Cho chiều cao luôn. Chiều cao là 50, 80. 80. 85 mà tại báo 80 hả? Dạ, dạ. Rồi hoành 34. 34. Rồi. Dấu đế ha. Cái này dấu đế mà con cũ đẹp. Cái này chơi dấu đế cũ đẹp anh em ơi. Giá như đây. Giá 1,2 triệu luôn. 1,2 triệu. Giá yêu thương, trời trời nắng nóng lắm mà. Rồi, xuống cây luôn. Con cây này rất là già rồi, nặng luôn rồi. Mình đi qua đây không Tính? Hả? Ai biết. Thôi, ở đây luôn đi. Để nó không chói được rồi. Mình cho Tính tròn chảo mà. 10 mấy rồi? 12. 12. Rồi, 12 anh em ơi. À, cái này già dưới dần nó lên cục qua. Rồi xe anh. Xe cho quý vị mình thấy cái dáng đó. Rồi cho chiều cao luôn. Chiều cao trước anh. Đang phân tâm. Nhớ bà nào cái chiều một mét rưỡi. Một mét rưỡi. Đầy dây thước luôn. 35 hoành anh em ơi. Cây này già cây dữ dằn lắm nha. Nên u nặng luôn nè. 35 hoành ha. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây anh? Rồi cái này giao lưu là 1,6 triệu bao ship toàn quốc. Rồi. Vô xuống cây nè. Xuống cây luôn. Tự nhiên nãy cây nó bị đào cổ ta. Anh thấy nó nhẹ nhẹ lắc mà. Rồi, mã số 13. Mã số 13. À, cái này có cái lỗ này. Cái này dán cũng dễ thương. À, rồi, chiều cao luôn. Chiều cao cây này là 70. Rồi. Hoành không biết to sao luôn, vậy khỏi đi hoành đi. Long Nguyên cụm thử ai. Long Nguyên cụm nó bự lắm. Cụm này tới 36 luôn. Rồi. Cái này rồi, xe. Rồi giá yêu thương luôn 800 ngàn bao ship toàn quốc anh em ơi.
nhanh tay lựa chốt cái này về chơi được à. Về ghép năm nay qua năm sau là không phà phà luôn. Rồi xuống cây. Chơi kiện đừng sợ, đừng như giống như anh Bình được bữa rồi được rồi. Chơi nhà tới Tết chưa. Chơi mà đi qua Tết nghỉ không chơi nữa. Chơi mùa, chơi kiện rồi phải chơi nhiều mùa, phải chơi kiện rồi phải đam mê, phải nghiên cứu, phải có thời gian. Trời quá đẹp anh em ơi. Bầu rễ này nó độc độc sao anh? Nó quay quái. À, cho chiều cao luôn. Chiều cao. Chiều cao là 80. Hoành luôn. Hoành là 32. 32 hoành. Đế độc độc anh em ơi. Cái này nhanh tay chốt được, cái này đẹp quá nè. Giá nhiêu anh? Giá 1 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, gà mất cá con á. Rồi, giá yêu thương nữa nè. Về cắt ghép này, này để cao chơi thôi, về cắt lùng ghép cũng đẹp đó anh em. Để cao giống như là cái này là mình làm để mấy anh em mới chơi, lá thì không biết cái cây gì mà lá dài vậy nè. Lá dài quá trời dài luôn. Rồi cho chiều cao luôn. Cây nó cũng dài mà lá nó cũng dài. Rồi cao mét 2. Rồi. Hoành 24. Rồi. Giá yêu thương 500 ngàn à. Để cho anh em, những anh em mới biết chơi về mình nghiên cứu ghép hay là tập trồng ra lá nó cũng đẹp này, chơi cái vườn nhỏ nhỏ hay lắm á, giá mềm xùi luôn. Rồi 500 ngàn. Rồi 500 rồi. Ngàn à. Xuống cây. Rồi ni sắm anh em ơi. Rồi, nó vui nha, nó vui, nó vui nè, đừng cười nha. 26 16. 16. Chơi mình là chơi anh em nhớ chứ còn để mình làm chơi anh em không nhớ buồn. Rồi hết thước anh em ơi. Rồi 1.5 m. Rồi 1.5 m. Để thường thường đây nằm đó. Mình chơi cốt chơi cành đi. Ở chơi đấy. 35. Rồi. Giá nhiêu đen? Giá 1 triệu 3. Triệu ba nhưng quý vị theo mình chơi từ đen lên là ok, giá quá dễ thương. 4.200 rồi. Rồi xuống cây. Cái này cũng đẹp lắm anh em ơi. Không chim lại cho nó đứng đứng nè. Nhìn thấy nó dễ thương chút. Tạm tạm không? Ở đây cái cây không? Khúc cây không? Khúc cây đóng đó đó. Cho đứng đứng lên cho nên dễ nhầm. Rồi, đây đây đây. Rồi, cho chiều cao luôn. Chiều cao. Chiều cao là 1.3 m, 1.2 m. 1.2 m. 1.2 m yếu. Thứ hai đi. Quanh quanh lộn thước. Quanh 26, 36. 36. Đó. Giá yêu thương luôn em ơi, đế đẹp luôn nè. Giá nhiều đây anh? Giá 1.8 m. Chiều 8 quý vị ơi, cây này đế đẹp nhanh luôn nè. Nhanh tay chốt ngang, mình là bữa nay mình làm cái clip giá là xuống cây luôn. Anh em nào chơi cũng được hết. Rồi, xuống cây luôn Hậu ơi. 20 anh chưa ghi giá. Thế nào? 20 chưa ghi giá hả? Anh hỏi quay định luôn. Quay lên luôn rồi cho giá sao? Giá rồi anh hay ơi, giống như anh rồi, đơn nó nghe rồi. 17 không? Cây tới cây 18 không? Cây 18. À, dáng yêu thương, giá yêu thương luôn anh em ơi. Rồi chiều cao 183.
chiều quanh 20 mấy đây, chiều quanh 25 đó. Dáng đẹp đế cũng được được chứ không phải là thường nha. Giá nhiêu đây anh? Giá 700.000 thôi. Trời, 700.000 quá gì ơi. Rồi xuống cây luôn. Mười chín lùng lực đế nở chà bá luôn. Ở chiều cao luôn, chiều cao là 53, 50 đi, quanh là 29. Rồi xây dòng luôn đó, đẹp đó nha, đứa để dáng đẹp đó anh em. Đây chậm chậm lên đây coi nha, đẹp luôn à, nhìn kỹ nha. Đó, giá cũng siêu đẹp luôn, 800.000. Rồi 800.000 quý vị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Cao luôn. Rồi xuống cây luôn. Bảy ở đây vậy? Rồi đưa em 20 lên luôn. Rồi mã số 20. Rồi mã số 20 luôn em ơi. Đó. Này về cắt ghép để hơi cao cao, anh em muốn cắt ngắn cắt nha. Rồi cho chiều cao luôn. Chiều cao của cây này là 65. Rồi. Quanh nó đó đây thì 30 31. Rồi. Cái này thì giá 700.000. Rồi 700.000. Rồi. Số 700 anh luôn. Xuống cây luôn. Xuống cây 20 700 anh em ơi. Đây đã quên không quên ghi số. Rồi mã số 21. Mã số 21. Đây 21. Lô cây này thì thế giống giữ nhưng mà tay cành có, chữ dáng có. Cái này để hết tất. Rồi, đi giữa. Rồi, đó chiều cao nha. Rồi, 95 chiều cao. Quanh là 28. Rồi, giá luôn. Giá là 1.200.000. Đó, mình bán từ khúc này nó lên thôi là giá đó ok rồi. Rồi, còn mỏi quá trời. Liên Long hả? Liên Long anh bỏ đúng không? Rồi, mình giờ ra 3 cây mai tàng ha anh. Rồi, hai mấy rồi? 21 rồi. 21. À đây. 34. Rồi giờ ra 3 cây mai tàng bán 1 lô anh em là chơi giá 33 cây luôn. Cái này bao bông đẹp nha. Đẹp không? Đẹp không? Bao đẹp. Bao đẹp không? Bao đẹp. Không đẹp không lấy tiền mà mua lấy tiền rồi. Rồi cái này bao bông đẹp. Bao đẹp luôn. Khoảng nhiêu? Khoảng 40 khoảng. Khoảng 40. Rồi. Còn cây kế bên. Quanh 35. Rồi cây bên kia. Lát nữa mình quay cận cảnh cho quý vị xem nha. Rồi cây mã số 3 là cây 20 quanh 26. 26 3 cây. Cây này 3 cây muôn chủ rồi về tính bán luôn. Rồi 3 cây này mình báo giá nhiêu đây anh? 3 cây này là báo giá 6 triệu rưỡi. 3 cây 6 triệu rưỡi là ship là thương lượng. Ship thương lượng, có nghĩa là 6 triệu rưỡi này là giá tại tại đây. Tại đây. Rồi. Ừ. Còn ship thương lượng cây này đẹp là dáng này quay ra. Rồi cây này cũng cao nè ha. Cây này đó. Cũng khá cao nè quý vị. Cây tầm khoảng 3 mét mấy, 3 mét bên mấy. À. Bên đây cành này thì thấy bị bỡ lặt lá nha, tính rồi lặt lá hết, không còn lặt lá hết. Bao không đẹp ha? Bao không đẹp, cái này là bao đẹp luôn. Rồi bao anh né ra cho em quay cây nha, lát nữa anh có lặt lá thì anh lặt ha. Giờ xong quay xong anh rủ anh em về bỏ cài cho anh luôn. Rồi anh em đi em không đi nha. Mời anh em trên mạng này mời đi về bỏ cài. Có anh livestream á. Về like à.
để đầu với bay tàn thì ấy mà họ bên mình còn mấy cái bay tàn để giá hung nghiện giá mềm luôn cho đó mềm chị chơi. Nếu mà anh quay sơ lược qua đi anh báo luôn như này, nếu anh em mà chơi chơi mấy cái đó bay tàn mà để giá được mềm luôn. Vậy chưa môi móc vậy để nguyên. Giờ cây số 2 của ba cây nha quý vị. Cái này được cái thân nè. Thân một cốt. Cái cốt nè. Cái này về anh em này róc chơi đẹp lắm á. Được, được cái cốt cũng, được cốt cũng cao thẳng nè. Ba cây 6,5. Ba cây 6,5. Rồi. Cây số 3 nè quý vị. Cây số 3 của ba của bộ 3 6,5 triệu. Nhỏ mà đế ghê nha, cục 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 thấy nổi gù gù lên đó. Bộ 3 6,5 triệu bán về một bộ cho mai mà hết em ơi. À, hết cũng đẹp nhưng quý vị. Đây quá đẹp luôn. Rồi, xa ba cây 6,5 triệu quý vị ơi. Mình thấy giá này thì cũng ok quá rồi quý vị. Quá hợp lý. Rồi. Thôi tôi đi tôi cũng chúc mọi người cái đầu tuần thật vui đi. Rồi có nhiều niềm vui mới và nhiều thành công mới trong tình mới để tiếp sau mình đăng lên anh em ủng hộ giúp mình tiếp nha. Rồi xin chào, thôi giờ mình cũng đi về quê thăm mẹ Hiền ở Quảng Cày. Rồi xin chào. Rồi xin chào.